từ Nga, bắt đầu nguồn gốc từ Nga và chảy qua Belarus, xong bắt đầu mới chảy ra biển Baltic ở đây. Thành phố này nằm trên biển nhé, nằm trên bờ biển Baltic, như người ta gọi là vịnh đây, sông đây, vịnh Riga, và người ta gọi là vịnh, đúng rồi, vịnh Riga, thuộc biển Baltic nhé. Và thành phố vịnh kia, trung tâm thành phố nằm trong cái khách sạn, mình cũng ở trong cái khu nằm ở trung tâm thành phố ở phía trái đấy, và nằm trên sông. Thành phố này rất là đẹp, làm biển rất xinh xắn đẹp. Đây là thành phố lớn nhất khu vực Baltic nhé, nhưng nó chỉ có 600.000 người, 600.000 dân. Thời Nga, thời thuộc Nga là cái thành phố này đông lắm, lớn thứ tư của Nga đấy, lớn thứ tư ở Nga chỉ sau Warsaw, lớn thứ tư. Các khu công nghiệp của Nga ngày xưa đặt ở đây nhiều lắm, tại vì trước khi gia nhập Nga thì các kỹ sư ở đây người ta đã rất là giỏi rồi, đã sản xuất rất nhiều thứ rồi, sông bên cái cầu, thế nên là mà các cái Nga đặt nhiều các nhà máy sản xuất ở đây. Thành phố này chỉ có khoảng 6 quận thôi, và toàn bộ dân của Latvia này chỉ có 2 triệu người thôi, rất ít. Và ít hơn thằng kia, mà diện tích thì ngang bằng này cũng 63-64 nghìn cây số vuông đấy, như trung tâm phố cổ của thành phố đấy, đi qua cái cầu ở mình đến thôi. Và cầu khách sạn mình nằm ở bên tay trái, nằm ở chỗ cái cột cột đấy. Cái chỗ nhà cao cao đấy, đấy. Nếu mà đi bộ được thì đi xe bên này, còn nếu không thì đi taxi. Đây là ra ngoài biển rồi. Ra đây là ra ngoài biển. Đây là cái nhà cổ thời đấy này, Stalin. Và mai mình mới tham quan cơ, mai mình tham quan phố cổ, mới đi một số các cái chỗ nổi tiếng. Bên trong phố cổ kẻ pháp nổi tiếng với các cái nhà nghệ thuật kiến trúc nhiều các cái thể loại giống như là hôm qua, nhưng có nhiều cái nhà đẹp hơn nữa, nên là mình sẽ tham quan. Bên phố mới là phố cái chỗ khách sạn mình đấy, phố cũ là bên tay phải đấy, mình vừa nhìn lên bên tay phải là phố cũ đấy, các cái nhà thờ này, trên cái trung tâm mới là các cái phố cũ. Và này nó chỉ có 6 quận đấy, nhỏ lắm, trung tâm thành phố gọn gàng lắm, có 6 quận. Thời Nga là nó có 900.000 người lúc năm 91, mà thấy ra là thành phố có đông hơn bây giờ. Và nhưng sau đó thì họ di cư đi bớt đi rồi, tại vì là chắc là một phần do kinh tế nó suy sụp, Nga họ cấm vận luôn, sau đó là Nga cấm vận qua bên này luôn, nên là kinh tế suy sụp, cũng có nguồn cấp nữa thì họ di cư sang nước khác. Rồi người Nga thì người ta về, thì ngày đó thì Nga ở đây cũng nhiều lắm, Nga ở đây là đông nhất, 50% là người Nga đấy. Hơn 50% thôi, nhưng bây giờ còn bây giờ người Nga ở đây là có người chiếm khoảng 30%, còn riêng thành phố này cũng 40-mấy% họ là người Nga nữa. Còn lại thì các cái sắc tộc khác, Litva và Latvia. Đấy, bên kia là mới đấy, khu kia là mới, và khu này là thành phố Bình An, là cái nhà hàng ở gần chỗ phố cổ này thôi, gần phố cổ. Chú ý chị miền Nam con sang đi qua. Mấy nước này thì cũng có lịch sử tương đối giống giống nhau. Ba nước này đều độc lập ra từ sau năm 90 từ Nga ra hết. Và trước đây đều bị các cái cường quốc xung